Giải trí miền Tây chào mừng các bạn đã quay trở lại. Đây là cái cải làm dưa hay còn gọi là cải tòa xài các bạn nha. Và thời điểm này là thời điểm rất thích hợp để chúng ta trồng cải làm dưa hay còn gọi là cải tòa xài. Hôm nay giải trí miền Tây sẽ chia sẻ với các bạn về kỹ thuật để chúng ta trồng cải làm dưa. Cũng như thường lệ, các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông. Cảm ơn các bạn. Đầu tiên, để chúng ta có được những cây con như thế này các bạn, thì chúng ta phải mua hạt về để ngâm nước 2 sôi 3 lạnh trong 6 giờ các bạn nha. Ngâm xong, chúng ta ủ hạt bằng khăn vải trong 24 giờ. Thì lúc đó cái cải của mình nó đã nứt nanh rồi các bạn, để chúng ta có thể gieo vào trong cái bầu ươm. Đây là một cái vườn cải trồng được 4 ngày các bạn nha. Thì khi chúng ta có bầu ươm lên được 2 lá thật là chúng ta có thể trồng ra như thế này. Các bạn thấy cái clip trồng, mỗi một clip như thế này á là chúng ta trồng 4 hàng và chúng ta cách với nhau cái khoảng cách khoảng 3 tấc rưỡi 4 tấc một cây các bạn. Hàng cách hàng cũng như là cây cách cây, cái khoảng cách là 3 tấc rưỡi hoặc 4 tấc các bạn nha. Mình nhìn thấy những cái clip rất là đồng đều và cái hàng rất là đẹp các bạn. Ở đây thì khi trồng, người ta sẽ phủ một lớp rơm, rơm mục đó các bạn. Thứ nhất là để lấy được cái phân hữu cơ của cái lớp rơm. Thứ hai là để ấm cái rễ, cây nó dễ phát triển các bạn ha. Đây là cái cây cải khi trồng còn lại nè các bạn. Cái bầu ươm này chúng ta trộn đất bằng tro, trấu và một số phân rơm các bạn. Hoặc là các bạn có được cái phân chuồng ủ hoai thì chúng ta để vào trong nữa thì tốt. Cái khâu để chúng ta chuẩn bị đất trồng thì chúng ta phải lên clip như thế này các bạn nha. Cái clip thì các bạn lên khoảng 2 mét hoặc là 1 mét rưỡi tùy theo cái diện tích đất của các bạn. Mục đích của chúng ta là các bạn trồng được khoảng 4 dãy hàng như thế này để chúng ta dễ chăm sóc. Khi thu hoạch chúng ta cũng có thể dễ để chúng ta thu hoạch ở bên trong hoặc chúng ta làm cỏ ở bên trong các bạn nha. Cái clip này thì 1,5 mét các bạn. Trồng được 4 dãy hàng, chừa ra mỗi một bên một ít. Thì ở đây trồng 3 tấc thì mỗi một clip như vậy thì là 1,2 mét. Chúng ta còn lại hai bên khoảng 1,5 tấc các bạn nha. Tùy các bạn phân chia như thế nào cho nó phù hợp với cái diện tích của cái thửa ruộng mình. Cái clip trồng á thì chúng ta lên clip khoảng 2,5 tấc đến 3 tấc. Đất phải tơi xốp và rút nước để khi chúng ta tưới ở cái mùa mưa, nước không đọng lại và không bị úng rễ hay ngập những cái ruộng của chúng ta nha.
các bạn thấy những cái clip mà làm á, người ta làm rất là bài bản và rất là thẳng hàng với nhau. Mục đích là để chúng ta dễ quản lý sâu bệnh, cũng như là dễ quản lý cây của chúng ta. Đặc biệt ở thời điểm tháng 7 này các bạn, thì sâu bệnh cũng rất là ít. Chúng ta cũng dễ chăm sóc cái loại cải này. Các bạn thấy cải trồng được 4 ngày và rất là đẹp như thế này các bạn nha. Và khi mà cải mà được 2 lá thật trở lên thì chúng ta đem ra trồng. Còn đây là cái phần còn lại mà để trồng một cái thửa khác các bạn. Cải này thì hơi lớn rồi, nhưng mà do cái khâu chuẩn bị đất chưa xong nữa các bạn, bởi vì nó cũng còn ở trong cái nơi để người ta chăm sóc, gọi là chăm sóc đặc biệt ha. Và chiều nay người ta mang ra để người ta trồng ở cái khu mới chuẩn bị đất xong. Các bạn thấy những cái bầu cải người ta để sát sát với nhau rất là đẹp như thế này các bạn ha. Khi chúng ta nhìn những cái clip như thế này thì các bạn cũng có thể biết được cái cách để chúng ta xử lý hoặc chúng ta làm như thế nào. Còn đây là cải được 40 ngày các bạn. Ở cái độ cải 40 đến 45 ngày thì chúng ta thấy được những cái bắp nhỏ nó như thế này các bạn. Và ở thời điểm này thì chúng ta đề phòng những cái sâu bệnh và bọ nhảy, cũng như những cái côn trùng cắn phá. Bởi vì ở cái thời điểm này thì thời điểm rất nhạy cảm của cái ruộng của chúng ta các bạn. Còn về phân thì ở đây thì bón cái phân hữu cơ nha các bạn. Phân bò ủ oai các bạn có thể rải thêm vô gốc, hoặc chúng ta bón những cái loại, tưới những cái loại phân hữu cơ pha loãng. Cứ 7 ngày chúng ta có thể tưới một lần định kỳ để cho cái cây của chúng ta nó được tốt như thế này các bạn. Và khi cây cải của các bạn mà đến ở cái tuổi 15 ngày, chúng ta bắt đầu làm cỏ nha các bạn. Thì cái ruộng này cũng thường xuyên làm cỏ để sâu bệnh không có xâm nhập, cũng như hạn chế được cái sâu bệnh quấy phá cái ruộng mình. Cái cải tòa xoại cũng như cải làm dưa này các bạn, đây các bạn thấy nè, hơn 40 ngày có cái bắp như thế này các bạn ha. Thì khoảng 10 ngày, 15 ngày nữa là chúng ta có thể nhổ rồi các bạn, để bán được rồi. Đó, ở thời điểm này thì chúng ta chăm sóc kỹ một chút, quan tâm và thường xuyên thăm đồng để tránh những cái sâu bệnh phá hoại. Và 15 ngày sau, 10 ngày sau chúng ta có thể nhổ cải đem bán rồi các bạn ha. Đến đây thì Giải Trí Miền Tây chúc các bạn thành công trên cái thửa ruộng mảnh rau của mình. Và đừng quên để lại một lượt đăng ký, một lượt like, chia sẻ và ấn vào cái chuông. Chúc các bạn thành công. Bye bye các bạn.